Chúng ta lại gặp nhau sau một tuần xa cách, 7 ngày nhung nhớ và 168 giờ mong chờ. Gửi lời chào mến thương thương mến đến khán giả của Hài Velu, một chương trình nói về những vấn đề không của riêng ai, được phát sóng trên N cộng Live với đường link là nhạc.com/live. Các bạn định nghĩa trào lưu là như thế nào? Trào lưu hành cũng nghĩa là một cái chế độ hành tuôn trào ra, đó, xong rồi hành lưu hành khắp mọi nơi. Khùng. Nhưng mà nó nói cũng có vẻ đúng. Đại loại hiểu nôm na là trào lưu là một cái gì đó nó giống như một xu hướng mà lôi kéo rất là nhiều người tham gia. Đại loại là như vậy. Thời gian qua thì có khá nhiều trào lưu và mọi người đều tham gia một cách nhiệt tình và hưởng ứng. Đầu tiên là cái trào lưu ăn uống. Alo em yêu, tối nay đi ăn gì? À tối nay mình đi ăn bún đậu bún tôm, uống trà chanh với lại tráng miệng bằng chày khúc bạch nha. Ok. Ok. Tối ăn gì cưng? À yeah, bún đậu bún tôm, trà chanh chày khúc bạch thẳng tiếng. Ok. Bún đậu bún tôm, trà chanh chày khúc bạch. Chày khúc bạch, bún đậu bún tôm, trà chanh. Chày khúc bạch, trà chanh, bún đậu bún tôm. Em ơi, anh lại em tha cho anh đi, bữa nay cho anh ăn cơm đi. Ăn cơm với muối cũng được. Trời ơi, một mi một tuần bún đậu mắm tôm, trà chanh chày khúc bạch. Riết cả bây giờ người anh nó mùi mắm tôm không nè em ơi. Rồi vậy bây giờ anh hết thương em rồi phải không? Rồi anh càm ràm hả? Sao có nhiều thứ nó cũng có mùi mắm tôm mà sao anh ăn hàng ngày anh không có ngán? Cái đấy nó khác. Như các bạn cũng đã biết thì đây là những món ăn thức uống mà thời gian qua các bạn trẻ rất là yêu thích. Hết trà chanh, rồi đến bún đậu mắm tôm, rồi đến chạy khúc bạch. Chính vì vậy mà các cái quán bán các món này mọc lên như nấm liên tục, ở đâu cũng thấy. Nhưng có một thực tế rõ ràng rằng là chỉ được một thời gian tất cả các quán này bắt đầu dẹp từ từ. Bởi vì sao? Người ta ăn cái gì, uống cái gì cũng chỉ được một thời gian người ta cũng ngán thôi. Sau cái điệu nhảy Gangnam Style gây sốt trên toàn cầu thì tiếp theo đó là một cái điệu nhảy cũng gây sốt không kém và được tất cả mọi người hưởng ứng một cách rất là nhiệt tình, đó là Harlem Shake. Một điệu nhảy có vẻ hơi lạ lẫm và kỳ cục, không cần điệu, không cần beat, không cần gì hết, chỉ cần bạn lắc điên, lắc cuồng là bạn đã có một clip Harlem Shake. Mặc dù không được cuồng như điệu nhảy Gangnam Style, nhưng sau khi tung ra clip Zellerman thì Psy cũng đã tạo ra một cái điệu nhảy mới và thu hút cũng khá nhiều người tham gia. Và lúc này đây là cái giai đoạn mà trào lưu Zellerman bắt đầu trỗi dậy. Ngoài ra còn có một số trào lưu khuấy đảo cư dân mạng trong thời gian qua. Anh biết không, hôm qua em hẹn với nhỏ kia tướng tá cứ gọi là tuyệt vời luôn. Cái bắp chân của anh á, bắp chân của anh á, may ra bằng bắp tay của nó. Mà nó nói chuyện duyên lắm nha, em nghe là em mê luôn. Em mới tới cái nó hỏi em sinh năm bao nhiêu mà mặt em già như con khỉ vậy. Dễ thương quá trời luôn. Hôm qua mày ngủ mày vẹo cổ hả? Em có bị gì đâu, bình thường. Cái này là cái trào lưu, người ta gọi là trào lưu nghiêng đầu đó. Lưu, tôi cho mày nghiêng suốt đời luôn. Chả hiểu cái trào lưu này thu hút mọi người ở cái điểm nào mà thực sự là rất là khó chịu. Khó chịu cho người ngồi nói nè, người chụp hình nè, người quay phim, người xem cũng thấy là khó chịu. Hình như hồi đó mình có chụp vài tấm trào lưu nghiêng đầu hay sao đó. Lại còn có thêm cái trào lưu gọi là có một sự nhẹ. Có một sự kịp thời nhẹ và một sự sung sướng rất nhẹ. Có một sự đẹp trai vô cùng nặng. Trước đây thì người Việt Nam có thói quen là thêm các từ cảm thán vào các tính từ để nhấn mạnh, ví dụ như là đau quá, buồn quá, rất buồn này nọ, v.v. Ngày nay thì các bạn trẻ thay vào lối nói cũ bằng cách thêm từ nhẹ vào sau câu nói của mình. Và đi đầu cho trào lưu có một sự đói nhẹ, có một sự buồn nhẹ, có một sự vui nhẹ, có một sự cười nhẹ, có một sự đau khổ nhẹ là các hot teen và các sao trẻ hiện nay. Và các bạn trẻ cũng nhiệt tình tham gia hưởng ứng vì nghĩ rằng đây là một cách nói chuyện cũng khá là thú vị. Tuy nhiên, cũng giống như những trào lưu mà sử dụng các câu trước đây chẳng hạn như là bình thường thôi, rực rỡ, hoành tráng, thì cái trào lưu nhẹ cũng bắt đầu gây nhàm chán rồi. Tại vì nó nhiều quá, ngày nào cũng đọc nhẹ. Có một sự bực nhẹ. Tiếp theo đó, còn có cái trào lưu gọi là người ngoài hành tinh, nghe có vẻ khá là khoa học đấy. Chào anh.
Hello em. À, lâu ngày không gặp anh vẫn khỏe chứ hả? Nhìn mặt anh giờ này xanh xao quá à. Chắc là ung thư giai đoạn cuối rồi phải không? Sao? Hai bác ở nhà khỏe không? Chưa có mất hả? Chú gì đó hả? Vợ con sao rồi? À, có vợ là hả? Chắc vợ xấu quắc không? Nhìn mặt thấy ghê, con đẹp mà nó yêu. Mà nhìn là chắc chắn chỉ có con rồi. Nhìn là biết vô sinh rồi. Này, em đang nói chuyện với anh á, sao anh không nhìn em? Em nói tiếng người mà, anh không phải người ở trái đất không? Anh xuống trái đất này làm gì vợ? Mục đích anh xuống trái đất này là là dòng cho mặt đứa như em. Gắn liền với trào lưu này là câu nói đùa: mục đích em đến trái đất này là gì? Nở rộ vào giữa cuối tháng 7. Cái câu nói này ban đầu thì để dành cho những người mà đậu thủ khoa đại học, với một cái ý nghĩa là ồ, em giỏi như người ngoài hành tinh vậy. Sau đó thì trào lưu này lan rộng khắp cộng đồng mạng và được các bạn trẻ sử dụng với mục đích là trêu đùa một người hay một sự việc gì nó có tính kỳ lạ. Tuy nhiên, người nhận không cảm thấy vui khi được khen kiểu này đâu. Kính thưa quý cô bác anh chị, các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, hội bố lão cao niên, hội phụ nữ, hội phụ nam, hội trẻ em, kính thưa các loài kính, kính chiều hầu, kính đề bang, kính rấy bang và kính gu xì. Dạo này xuất hiện một trào lưu gọi là... Em nói ai nhập mà tự nhiên em nói nghiêm túc như vậy? Vâng, đúng rồi, đó chính là trào lưu thanh niên nghiêm túc. Nghiêm nghiêm nghiêm, cái con bò, cái con bò, tục cái lùng. Bản chất của trào lưu này là một trò gây cười và nghiêm trọng hóa vấn đề và không hề có một tính giáo dục nào cả. Ngược lại, các bạn tham gia trào lưu này nhằm chế nhạo sự nghiêm túc của những người đứng đắn. Chính vì như vậy mà cư dân mạng cảm thấy bức xúc và khó chịu mỗi khi mà ai vào đó comment đề nghị các bạn nghiêm túc. Chúng tôi là thanh niên nghiêm túc tại các diễn đàn dành cho những người trẻ. Ngoài ra còn có trào lưu chế hình. Là sao? Là đưa một cái bức hình lên và yêu cầu như thế này: tôi muốn tấm hình của tôi trông ấn tượng hơn, hay tôi muốn tấm hình của tôi trông thế này thế kia. Lúc này thì các cao thủ chế hình bắt đầu mới vào cuộc. Và các bạn yên tâm, kết quả của tấm hình luôn luôn hơn mong đợi của các bạn. Hoặc là cái trào lưu chế tin nhắn điện thoại. Vâng, chúng ta cùng đến với phần trả lời câu hỏi cùng với vị khách mời chúng ta là tiến sĩ Bùi Văn Thế. Câu hỏi đầu tiên thưa... Hôm qua ngủ bị mèo bổ hả? Không, trào lưu nghiêng đầu tí chứ vui. Trào lưu nghiêng đầu, có thể trở về bình thường đi. Trào lưu này của Trung Quốc đấy. Câu hỏi đầu tiên thưa tiến sĩ, trào lưu thì cũng chỉ được một thời gian, vậy theo ông nghĩ liệu có trào lưu nào sẽ tồn tại lâu không? Nói chung thì trào lưu thì cái mới ra thì cái cũ bị dập tắt đi. Ừ. Đó mới là trào lưu. Nó tức là trào lưu này nó được thay thế một trào lưu khác đó thôi. Thay thế trào lưu khác. Vâng. Những trào lưu mà tồn tại mà lâu dài á thì tôi nghĩ chỉ có trào lưu mà quay tay thần trưởng. Vậy thì đành thôi forever forever. Quay tay thần trưởng, hấp tinh đại pháp. Hấp tinh đại pháp. À, những cái trào lưu mà đóng kết cho cái ngành mà hàng không của nước nhà thì tôi nghĩ chỉ có trào lưu mà lá máy bay. Là cái đó đóng góp cho hàng không nước nhà là trào lưu lá máy bay. Đấy, đó. Mà đóng góp cho cái phần nông nghiệp á, cái nền nông nghiệp đó, nông nghiệp. Thì tôi nghĩ chỉ có trồng rau thôi, chăn rau, nuôi rau sạch rồi đó mới có mà lâu thôi. Còn mấy kia là chụp tắt hết rồi. À, rồi cái trào lưu mà đóng góp nền nông nghiệp chẳng hạn như trồng rau để cung cấp rau cho người dùng đúng không? Người dùng. Vâng. Xin cảm ơn tiến sĩ. Còn một câu hỏi rất là ngắn gọn và xúc tích thì bây giờ bạn cũng đã có câu trả lời của mình, đó là những trào lưu mà theo tiến sĩ dự đoán là sẽ tồn tại rất là lâu đấy. Thật ra thì trào lưu cũng là sự hưởng ứng của số đông trước một cái sự việc sự kiện nào đó. Có những cái trào lưu thì nó mang tính chất gọi là châm biếm, hài hước, vui nhộn và gây cười. Nhưng ngược lại cũng có một số trào lưu nó rất là tiêu cực và ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như là... Chính vì vậy cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Chúng ta đừng có làm quá, bởi vì sao? Vì dễ gây ức chế và nhàm chán. Và chương trình Hài và Lưu tuần này cũng xin tạm dừng tại đây. Rất mong nhận sự đóng góp của quý vị để chương trình ngày một tốt hơn. Mọi câu hỏi hoặc những đóng góp của quý vị có thể gửi về email tv@nct.vn hoặc facebook.com/highvlog. Xin chào và hẹn gặp lại.